Các bạn này, đấy, vừa hai anh em mình đi bẫy bắt về được nó rút, đang tạm thời rút về đây các bạn. Đấy, một con kia chắc là nó mắc sớm nên vẻ yếu lắm, một con này còn sống này. Đấy, ok các bạn nha. Đấy. Đấy, các bạn này thấy clip của anh em mình hay thì hãy like và subscribe và chia sẻ giúp anh em mình nhá. Đấy. Đấy, còn cái các bạn đợi cái clip tiếp theo là món vạc nấu siêu cay các bạn ạ. Đây là đôi quả tối quay à quên, sáng nay anh em tôi vừa bắt được nhá. Bây giờ làm nướng siêu cay các bạn. Chả biết nó có ra gì không, không phải đầu bếp cũng biết được có ra cái gì không. Hạt tiêu đâu? Hạt tiêu kia. Đây hạt tiêu đây. Hạt tiêu này, chanh này, gừng này. Giá. Ôi giời. Hay ăn và ăn với các cụ bảo rồi. Cái con này, cỏ này nó tanh, à con vạc này nó tanh lắm. Nên phải có gừng thì nó mới đỡ được. Đi à. Kinh thế nhỉ. Xóm bà toàn thế đấy ạ. À? Nước nóng luôn à? Con này mà. Ừ. Đứng trực tiếp nước nóng à? Cay quá. Xây một xây và làm gì đó và một lại gầm lên nhất gì là xây con nóng chưa được nhưng mà cứ vừa chờ mãi rồi câu giờ con của mày vừa ăn rồi. Bỏ tay đánh bốc luôn. Ôi xa, ôi, nhiều cay luôn. Bảo tay vào tiếc. Chân nó dài ngoãng này có khi cắt cha nó đi trông ghê quá không ạ.
sang cổng cái chân ấy. Cái mỏ ấy. Cỏ là đồng bột. Cải lắm mấy anh nhỉ. Cái này tí nó nhét hết vào trong bụng. Không phải chấn nước suối có đánh sạch ra được. Đó là ok còn. Còn nữa. Còn nữa, còn nữa. Cái đấy, đừng cạo đi làm đéo đi. Tí bóp muối sạch hết. Sạch. Bây giờ nó chạy mất lâu rồi. Ông đi cây khó số thì ông mới kêu người ta là rắn hết rau mẹ nó nông trườn mẹ mất rồi. Thế bảo em không sợ cái gì. Đi bắt thật kìa. Ồ chạy cây số về kêu con rắn giờ nó chạy mất đi. Con nhét không anh? Sao lại không? Trông thì ngon đấy. Này. Ngon chứ nhỉ. Các cụ bỏ rồi hay ăn năn vào bếp thôi. Chứ thực ra mà mình gọi là làm củ chuối ấy. Có khi chín rồi đấy. Chín rồi đấy. Wow. Chín rồi. Lấy cái đũa thử xâm vào xem được. Chín rồi. Lấy cái mâm ra đây nào. Nóng dễ anh đạch nhỉ. Thối lắm. Đưa cuộn giấy đây thằng ơi. Đây. Tan chưa? Đâu. Tối quá, không nhìn thấy cái gì cả. Chín rồi. Đây, anh ơi. Để chút chút cái can rượu em. Đâu? Đấy để chút can rượu đấy xong rồi mâm để chút cái can rượu này. Ơi, để dưới đây bóc. Đây anh để đây anh bóc. Để tí nó nguội rồi bóc, giờ giấy thép nó đang nóng này. Phong đạo diễn được. Giữ. Đấy, Phong bóc ra đi Phong. Bấm rồi, bấm. Gì cái giấy thép kia cái này nó ra mà. Rồi, em bóc con lên kia. Ui giời, hai ông này chỉ thánh ăn thôi. Ai là người có tài thì phải mua cái tay kia gì. Nghe hợp lý đấy, bia sướng hơn rượu. Đấy,
lặng, rượu lặng lắm. Cái đấy dễ bóc, anh bóc trước, cái này khó bóc. Lại bắt đầu rồi. Kéo lại rơi nhát ra ngoài, bây giờ bỏ cái dây thép đi ra. Để gọn nó vào, không lại đi đá vào. Tách cái này nó ra mà. Trên đầu kia tuốt, em tuốt cái này nó ra. Ngóng ngóng thật, đúng là các ông này toàn lên thánh ăn thôi. Mắt của nó vong ra đi. Dụng quá mắt rồi. Đấy, ớt còn nòi ra đi này. Rồi. Bỏ cái khăn đi ra. Bỏ cái khăn. Em bỏ cái khăn. Đánh đi cánh đi. Em bỏ cái khăn. Ấy. Ấy. Ừ, to như con vịt đúng không ạ? Nướng nó nở ra to như con vịt. Đấy. Công tác chuẩn bị đã xong rồi đây. Rượu nhá. À. Rượu tính cả can. Đấy, ngoài tội hai con vạc chưa. Đấy, rượu hai con vạc này đéo thêm hai con vịt nữa cơ chứ. Đấy, rượu tính cả can. Ôi giời, lại còn cả can bia nữa này. Đâu ra nào. Đấy, lại cả can bia đây. Xe điếu rồi nào. Đấy. À. Nước trắng cho tí đấy. Đồng công mông quậy nhá. Lúc thì đấy rồi mang cái gì. Đấy. Mọi người đừng bảo là mất vệ sinh nhá bạn nhá. Quê này cứ chân đất mất tét này này thôi. Đấy, tí còn đánh bốc ăn nữa cơ. À. Cho mọi xem nhìn mâm cỗ ấy, làng quê này. Anh đấy. Quay một nửa về kia nhá, được quay một nửa ở đây. Ờ, vì ăn nhiều đúng không? Vâng. Ăn không chớp mắt đâu. Rồi. Để máy ở góc thì chúng ta đi chiến thôi. Chặt nó mới vui. Gặp một người hai lượt chứ bao nhiêu mà nhiều bia. Ê, anh ngồi trước rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Ông ngồi núi ra, anh ngồi trước. Đây rồi, đây rồi. Thoải mái rồi. Bỏ bát này ra nè. Không phải lấy ra tự quyết. Đây. Đấy. 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 Chưa bát. Gặp đấy. Thôi, chưa đây anh em ạ. Vất vả từ sáng giờ là có thành quả rồi. Đây. Đây. Rồi. Mời bà con nhé. Vừa mới đi bốc ngoại đồng xong về đã đánh bốc rồi. Rồi, phải đánh bốc mới ngoan. Chưa. Chúng mình ra em ở ngoài đứng ác. Bình thường. Không cái gì bây giờ nhỉ? Gì nhỉ? Quá còn vạc cái nông như là cước. Không ăn cái thế bỏ đâu rồi này đúng rồi, ta ăn cuối cước. Nói chung là không được cay lắm. Không cay. Không cay lắm. Không ấm mà. Ta nghĩ ăn phải giã ra cơ. Bồi giã không giã. Hết giã giỏ tay cay lắm. Thế mà cay anh muốn là cay đi nữa là ăn quay xong rồi vất đi. Nhưng mà ngon. Thịt ngon. Như này thôi cay cay quá khó ăn lắm. Đúng không? Có hình thức quá. Đúng rồi. Kỳ lắm. Một chút làm ra thì ăn. Con này đi tập gym với nhau thì nó đanh. Nào làm chầu bia nữa đi. Rồi bia nó còn nhiều. Làm nó nốt chầu bia. Kiểu có ai làm đâu mà tính ngủ. Tí xuống ao lùa cá. Bơi. Không được cay lắm nhưng mà thế mới ngon. Cay quá không ăn được.
thế đi. Mày khôn hơn cả Tấn này đấy. Tấn chưa bà? Món kia tí nữa ông nào đánh nhá, tự xử nhá. Nguy cơ vất đi là rất cao. Đây chốc đông già. Ai em tin đây? Gái. Con chạy dày, tao gì chứ bao rác luôn. Nó gọi là cái cùng quân. Nói như thế nó dễ. Cái chua là mặn đắng là chua là đấy. Thôi chích đất đi. Dân tộc của bạn là cái túi chích cám. Bữa đi, bộ nói lặng là bữa đi nằm đồng nha. Nha. Cám. Đàn ức khả năng là cay. Cái đùi nó cũng cay. Mình lên ngồi ướt rồi. Mấy chuyện nữa cũng được chuyện nào ký tới nha. Dầu trắng hay dầu vàng trắng chua lắm đây, dầu để ăn quá ngày này em muốn mày nhìn cứ quay lên toàn người ăn tham thì người ta nhìn thấy chết. Hồi trước bia cái hũ là một hũ nào uống được, bia này thử hũ nha. Đậu xương. Tưởng Phong nằm chai đấy. Đậu xương nhà tao ngâm một bình.